Bây giờ giả sử như tôi muốn chuyển làn đường mà tôi xi nhan chẳng hạn, mà có xe trong điểm mù đó, nó sẽ nháy đèn ngay và nó có tín hiệu kêu để cho chúng ta biết là đằng sau đang có xe đấy, đừng có mà rẽ vội. Vâng, không rẽ vội, bởi vì đây các bạn đã nhìn xe lên, chính xác. Thế thì cái này nó tại sao nó lại có? Bởi vì nó có hai cái radar đặt ngay sau cái cản sau của xe, và nó quét tần số lên đến 24 triệu tín hiệu trong vòng 1 giây để quét những cái di chuyển của những xe khu vực xung quanh rất nhanh, để đảm bảo rằng nó sẽ không bị thiếu đi một. Đấy, như vừa rồi có một chiếc xe vượt vào làn khẩn cấp và rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy ngay. Đây, tôi sẽ xin nhan, tôi rẽ sang. Đó, có xe trong điểm mù là nó vừa cảnh báo ở trong gương và vừa tít tít ngay. An toàn hơn, an toàn hơn thật. Và giá cả thì có phải chăng, nếu mà option này mà trên xe nguyên bản thì cũng đắt đấy. Nó còn có cả một thiết bị nữa là thiết bị GPS để cảm biến tốc độ, để kích hoạt cái chế độ âm thanh.